Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giao lưu trực tuyến Tự hào Sử Việt trên kênh YouTube Tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp. Quý vị và các bạn thân mến, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc đời của Bác là một cuộc đời trong sáng, cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Hướng tới kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021, 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2021. Nhằm tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác, Thư viện tỉnh Đồng Tháp thân mời các bạn cùng tham gia chương trình giao lưu Tự hào Sử Việt kỳ 15 với chủ đề Bác Hồ tấm gương sáng mãi. Quy định cụ thể như sau: đối tượng tham gia, quý bạn đọc sinh sống, học tập và công tác tại tỉnh Đồng Tháp. Thời gian bắt đầu lúc 9 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2021 đến 9 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2021. Hình thức tham gia trực tuyến. Bước 1. Đăng ký kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Bước 2. Xem đoạn video clip và trả lời 10 câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm bằng cách bình luận phía dưới video theo cấu trúc 1A, 2B, 3C. Đồng thời dự đoán số người tham gia chương trình, bạn đọc để lại thông tin, họ và tên cùng với số điện thoại để ban tổ chức tiện liên hệ. Lưu ý, ban tổ chức chỉ công nhận kết quả khi bạn đọc bình luận đáp án tại video trên kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Ban tổ chức ghi nhận và ưu tiên những tài khoản trả lời và dự đoán chính xác đầy đủ đột nhiên nhất. Đồng thời, không công nhận kết quả đối với những bình luận có hiển thị điều chỉnh, đã chỉnh sửa. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi sau. Câu 1. Bạn hãy cho biết ngày tháng năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2021 là kỷ niệm bao nhiêu năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh? A. 19 tháng 5 năm 1890, kỷ niệm 131 năm. B. 19 tháng 5 năm 1941, kỷ niệm 80 năm. C. 19 tháng 5 năm 1911 và kỷ niệm 110 năm. Câu 2. Tên khai sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì? A. Nguyễn Ái Quốc. B. Nguyễn Tất Thành. C. Nguyễn Sinh Cung. Câu 3. Tên vị thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. A. Nguyễn Sinh Trí. B. Nguyễn Sinh Sắc. C. Nguyễn Sinh Nhậm. Câu 4. Hãy cho biết ngày tháng năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. A. Ngày 5 tháng 6 năm 1911. B. Ngày 5 tháng 6 năm 1921. C. Ngày 5 tháng 6 năm 1912. Câu 5. Năm 2021 là kỷ niệm bao nhiêu năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước? A. 110 năm. B. 111 năm. Và C. 112 năm. Câu 6. Khi ra đi tìm đường cứu nước, Bác lấy tên gì? A. Nguyễn Ái Quốc. B. Nguyễn Tất Thành. C. Nguyễn Văn Ba. Câu 7. Hãy cho biết vào thời gian nào Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi bản yêu sách tới hội nghị Versailles yêu cầu về quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của nhân dân An Nam. A. Ngày 18 tháng 6 năm 1919. B. Năm 1917. Và C. Tháng 7 năm 1920. Câu 8. Khi gửi lên hội nghị Versailles bản yêu sách của nhân dân An Nam, đòi chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của nhân dân An Nam, Bác Hồ lấy tên gọi là gì? A. Hồ Chí Minh. B. Nguyễn Ái Quốc. Và C. Nguyễn Tất Thành. Câu 9. Sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng, người quyết định chọn nơi nào để xây dựng căn cứ địa cách mạng đầu tiên? A. Làng Sen. B. Nghệ An. C. Bắc Bó, Cao Bằng. Câu 10. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha. Đây là câu thơ khái quát tình cảm của Bác và của miền Nam. Bạn hãy cho biết tác giả câu thơ ấy là ai? A. Tố Ngũ. B. Chế Lan Chi. Và C. Hồ Chí Minh. Các bạn có thể tìm hiểu thông tin trả lời từ các quyển sách Quê hương và gia thế Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2015 và Hồ Chí Minh vĩ đại một con người
của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành năm 2010. Ngay bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng tham gia chương trình nhé.